Dạ, sau ngày hôm qua thì lên cho cô chú anh chị mình một bé 230 ngựa nhập Nhật. Hôm nay tiếp tục lên cho cô chú anh chị mình một bé nữa là 190 ngựa 4 máy, 1, 2, 3 và 4 máy. Vẫn là một tấc mốt, dạ vẫn là 4 xúc bắp. Dạ riêng ngày hôm nay bé này thì là đã qua sử dụng nha cô chú anh chị. Tình trạng bé này thì cốt cót 1. Dạ dàn hơi còn đẹp, bao cho cô chú anh chị mình là nắp lốc không nước bể, đầu nước ngọt có đủ cho cô chú anh chị mình. Đầu nước ngọt, cái bơm rin thì cũng gắn lại cho bà con mình luôn nha. Tình trạng đã qua sử dụng thì sẽ báo là đã qua sử dụng, nhập Nhật thì sẽ báo nhập Nhật. Dynamo sạc có cho cô chú anh chị. Đây là nguyên cái phần bô turbo sinh hàn gió giải nhiệt để vô máy. Đời này là 190 ngựa 2600 tua và hộp số em nó đang chạy là 3 tua rưỡi nha cô chú anh chị nha. Còn một con nghĩa đĩa nữa. Sau ngày mai em cập nhật cái Yamaha Toyota 14B đời cao thì em sẽ cập nhật tiếp tục lại cái con nhập Nhật 190 ngựa cho cô chú anh chị. Bé này thì đã qua sử dụng. Đèn em nó thì nước sơn vẫn nguyên zin và chưa sơn phết dặm tuốt bất cứ vị trí nào nha cô chú anh chị. Và đây là cần số. Hộp số thì em nó đang chạy hộp số EX cô chú anh chị, zin theo máy. 3 tua rưỡi. Tí xíu nữa sẽ làm clip test nổ cho cô chú anh chị mình thưởng thức. Hôm nay nhà mình có tổng cộng tới 3 con 4 CX lồng một tấc mốt 4 xúc bắp cho cô chú anh chị mình nha. Thích bé nào cô chú anh chị mình đến trực tiếp ấp Phú Mỹ 2, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long và để xem máy, test máy. Thích bé nào lấy bé đó. Có thể là ngày mai em sẽ lên cho bà con mình một bé Yamaha Tota 14B đời 135 ngựa cô chú anh chị. Hiếm gặp dữ lắm luôn. Chỉ 4 máy thôi mà 135 ngựa. Con này thì nắp lốc còn rất là đẹp, nó sử dụng nguồn 24 và sạc 24. Tem mạc còn đủ nha cô chú anh chị nha. Dạ bà con mình thấy thích, thấy vừa ý trong cái giá tiền 57. Nổ máy thử cho cô chú anh chị mình luôn. Chỉ 57 triệu nha cô chú anh chị. Dạ thấy phù hợp, thích hợp ngay công việc mình làm thì đến trực tiếp để xem máy. Giúp em cảm ơn tấm chương trình bà con mình dành cho kênh Cam Vlog. Dạ bà con xem kênh bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày nghe. Con này thì đẹp lắm cô chú anh chị. Đẹp từ hơi hám luôn. Con cái thì cây cốt của nó thì bị xuống cốt 1 rồi cô chú anh chị. Cho nên là giá rẻ chỉ 57 triệu nha. Rồi mời bà con mình thưởng thức. Cái máy này thì rất là chuẩn luôn, mở rất là trong, rất là êm nha cô chú anh chị. Và 4CH cũng có, 4CH 4 xúc bắp, 6CH 4 xúc bắp cũng có sẵn luôn rồi nha cô chú anh chị. Bà con mình cần yêu cầu những gì em có đó phục vụ cho cô chú anh chị mình liền luôn.
Nhà máy nổ rất là lực luôn. Cô chú anh chị mình có nhu cầu thì đến trực tiếp xem nha. Và xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới luôn. Tạm biệt. Bye bye bà con.